thành đấy ra con nào. Giới thiệu với mọi người, đây là chú Dư, đạo diễn của món tiết canh gà mái trắng. Gà mái trắng. Gà mái trắng. Lấy con dao cho chú đi. Lấy dao thôi. Lấy dao. Đâu bây giờ buồn có việc gì làm thì cứ việc thôi chứ biết làm sao. Chứ còn nếu như ra ngoài bớt. Liệu có đông không ạ? Hả? Liệu có đông không ạ? Đông sao đông. Phải cái tiết kia như tiết vịt vậy á. Đó lấy cái gì làm nhân? Cổ. Cổ cánh. Như con vịt luôn. Được. Người ta đánh gà trống sao chúng ta cầm này. Con này cũng ngon, gà có máu là đánh được đúng không? Đánh thôi nhỉ? Không. Tiếp vậy hả? Thầy đánh. Đánh đi chú. Cái cục à? Cái cái dập cục á. Đi lúc chết thì thứ ma có ba chú không gọi này. Hả? Là thứ ma tiếp cái cách sau này. Chạo này dính quá. Mới nước mắm hả? Mấy cái muỗng nhỏ à?
nằm nó yên, nó cho thứ cho nó. Nó ra ngoài rồi. Nó đom em nhỉ nó, đâm nhỉ nó, bé nó. Bé này. Này có bậy được không? Ừ. Bậy nó ở đâu? Bình hoa hả? Ở dưới bùi nho mà. Chợ đi. Chị đang làm lon chứ? Dứt chén cuối. Chứ dự ăn nhìn ngon nha. Ngỗng nó tới canh được không chứ giờ? Ngỗng á? Được chứ. Ngỗng hâm được hết. Gà còn đánh được mà ngỗng là cái gì đúng không? À, đánh được cái này con sâu là vào hết à. Nhà cháu hết gà rồi. Con sâu vào.